Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là ba chiếc cục đẩy bãi. Ui sỏi rồi, nguồn sung đấy. Khủng. Đấy, loại này nha các bác mà làm sự kiện tiệc cưới. Em mời các bác đánh a day. Đấy, xin trân trọng kính mời. Con này đánh a day hết chất luôn các bác ạ. Riêng nha con 38.4 kia nha các bác đập loại day đôi 30. Như hôm nào em có review trên kênh của em ấy, day đôi 30 mà đập mới lên. Con này mới là chất. Con này mới là chất. Con này đánh kinh. Còn con DT42.4 và C8 máy như nhau, nhưng con này là mới. Con này 2015, con này đời cỏ hơn. Đấy. Nhưng trong ba con này thì em ưng ý nhất con này của con này. Con này em đánh giá bình thường. Thì lần lượt giá như nào thì bây giờ em sẽ báo giá luôn. Nguồn sung nhưng nặng lắm. Đạt lắm các bạn ạ. Con này em bán là 8.8 triệu nha, 8.8 triệu bao ship. Con này là 8.5 triệu bao ship, con này là 8.2 triệu bao ship. Con trên và con dưới này thì mặt sắt, con giữa này mặt nhôm. Đấy, có nhìn thấy nhôm này. Đấy. Nhìn thấy cả bóng này. Đấy, nhìn thấy không? Đấy. Đây, đây là cái mặt cạnh nhá. Con trên này là đời cổ đời đầu. Ốc cạnh là ốc hoa thị, ốc lục giang, ốc sao. Đấy, chứ không phải là ốc lục giang thường. Còn hai con này là ốc bốn cạnh. Đây là cái phần đằng sau này, tí nữa em sẽ tháo ruột cho các bác xem nhá. Các bác nhìn thấy luôn này. Thấy không? Tản nhiệt đồng này. Tản nhiệt nhôm này. Tản nhiệt đồng này. Thấy chưa? Thế bây giờ trong ba con này các bác bốc con nào? Giá báo ngay rồi. Còn các bác bảo là anh Trung nghe thấy giá tua lại từ đầu mà xem. Thì em cũng chia sẻ luôn một cái điểm đặc biệt nữa là cái hàng bãi này về nha. Khả năng hoạt động mà nguyên zin chưa sửa chữa cực kỳ thấp. Nó nhanh thế. Mạch những con này là mạch TD về là 100% là cũng phải lau chùi sửa chữa rồi bảo dưỡng các kiểu. Con này thì về phát cắm điện ngon lành luôn. Một cái là khi núm vào núm đây nó bị gãy. Đấy. Giá em vừa kể trên là đã bao gồm chi phí sửa chữa với thợ trình độ chuyên môn rất là cao, thợ lành nghề rất nhiều năm kinh nghiệm. Đấy, bên em thì nói thẳng luôn chứ không phải là về sửa chữa chọc ngoáy nát bét rồi xong bắt đầu này mồm em nói nguyên zin các bác bóc phốt để trên ở trên mạng xã hội nhà bóc Facebook này, bóc YouTube này, tốt nhất là có sao nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau, bán hàng nó có tâm với nghề chứ không có thần điều đại hiệp. Quảng cáo nguyên zin rồi các bác về mở ra, ôi em ơi mày bảo thế này mày zin à, dễ chết. Cái thành ra này mang tiếng tự nhiên này đi bán rẻ cái thương hiệu của mình đi. Em nói thẳng sửa chữa là phải sửa. Đấy. Con này nghẹt tiếng một kênh đã sửa. Con này kênh A nó hơi bị đèn tép này hơi sáng đi, nó lỗi công suất cũng phải sửa. Đó. Như này là chưa sửa nhá, vừa về nhá, về trong tối hôm qua thì em test thử và kiểm tra bệnh. Con này thì nguyên zin, hoạt động bình thường, có mỗi cái là nó bị gãy cái núm vào núm này. Cái này phải thay thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, còn các bác nào mà yêu cầu khắt khe là hàng zin chưa sửa chữa. Em nói thật các bác nhá, ngồi đấy mỡ đấy mà húp nhá, nói mất lòng luôn không phải. Rồi, bây giờ em sẽ cân lên nhá. Thì vừa rồi em cân là con này và con này. Thì con này là 8 cân 2, còn con này là 8 cân 25. Con này thì con này 8 cân 25 gần 8 cân 3. Con này thì 15 cân mấy? Tận hơn 15 cân cơ. Hơn 15 cân. Rồi không đi tin nói thuyền nhá, thì mình sẽ đặt xuống tháo máy ra, cân thử cho bác xem và cho bác xem nội thất của máy. Chứ không các bác này bảo em mà anh hùng xạ điêu rồi thần điêu đại hiệp các kiểu. Đấy. Và về thì là em không có được test thử ngay tại chỗ đấy. Bởi vì rác nguồn của nó thì rác ở nhà có. Rác này thì em có, chứ còn ở đấy là họ không có rác này, không có rác nguồn kiểu này, nên là không làm gì được. Lấy theo kiểu tù mù, một sống hai chết. Đấy, lấy theo kiểu tù mù đấy nha, lấy là không có cơ hội trao đổi đâu. Nợ thì biết là vẫn nợ nhưng mà không có cơ hội là trao đổi đâu. Nợ còn là lấy lòng tin thôi, thử xem đồ nào thôi. Chứ thật ra thì lấy mà trả tiền tươi hết được luôn, nhưng mà lấy nợ tí cho nó có may. Đấy, cũng may sao là lấy nợ. Thì tiền thẳng luôn không biết là chủ có trừ đi tí như nào không. Đấy. 38.4 8.8 42.4H 8.2 C8 8.5 Đấy. Kính mời các bác. Bây giờ em sẽ tháo máy ra cho các bác cùng xem nha. Đây các bác nha, 12 cân 2. Đấy, này mở ra này. Ui giời ơi. Nhìn cái máy trông nó chán đời chưa? Để các bác xem của em về. Mạch TD nguồn đây.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tụ nguồn. Tụ nguồn đây nó chưa đủ nhá, nó phải nhấc sang đây nữa. Đây là bo nguồn này, xo nguồn này, biến áp nguồn này. Rất là chất đúng không? Quạt này, quạt công nghiệp nhá. Quạt này, này các bác nhìn này, quạt cao cấp nhá. Tụ nó sang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là đường công suất chính đây. Toshiba năm 2001943. Đấy, đây, vết này, vết hàn này này. Đây này. Đây đây. Đây nữa này, đấy. Xong là các bác nào bảo là con này máy zin thì zin hộ em cái. Trung Quốc cũng sửa rồi. Không đến người này Việt Nam sửa mà Trung Quốc sửa trước rồi. Thì sẽ tháo cái phần công suất này ra, lật ngửa lên cho các bác cùng ngắm nhá. Đấy, đây là phần mặt trước nhá, máy đây. Bán thẳng luôn này cho dễ, không phải lằng nhằng. Mồm quảng cáo là zin cuối cùng sửa tuyết tuyết đây, Trung Quốc nó sửa trước rồi. Nhìn này, thấy không? Các bác nào thợ marketing nhìn các con như này. Còn nếu mà anh em nào mà vui tính nha, về mở máy ra làm sạch đã, xong bắt đầu mới quay video lên. Ui của các bác ơi, máy nguyên zin, cam kết này, cam kết kia. Thôi, em chịu. Nhà em có truyền thống gia đình văn hóa từ bé nên là bán thật lắm. Đây, máy nguyên zin này. Chưa phải bụi nha, chưa vệ sinh nha. Còn khi mà vệ sinh nên em đỗ, các bác biết được cái vết hàn ở đâu. Nếu mà đã làm đây gọi là bán cho nó có người xem, với thứ hai nữa là để các bác yên tâm tản nhiệt đồng nhá, không phải tản nhiệt nhôm nhá. Đồng này, còn đây là tản nhiệt nhôm này. Đấy. Rồi bây giờ sẽ tháo phần công suất ra, lật ngửa lên mời các bác cùng ngắm xem. Đây em kính mời các bác ngắm tản nhiệt đồng nhưng phải tản nhiệt nhôm đâu. Tại sao là mạnh mồm nói là đồng thì đây các bác nhìn này. Cái vết thiếc họ hàn giữa hai cái tấm nhôm. Các bác thấy chưa? Vết thiếc họ hàn đấy. Bởi vì đồng với đồng thì là chỉ có thiếc hàn được. Kể cả bạc hoặc là vàng. Thiếc thì các bác biết rồi, nóng chảy ở nhiệt độ 80 độ C. Thế là nhiệt độ này mà đạt được, rơi cái tấm nhôm này ra ít nhất phải 120. Nó mới rơi được cái tấm nhôm này ra. Đây, máy đây. Em nhìn cái mặt dưới này thì em không biết là sửa chữa phần nào. Kể cả máy trên này, nhìn qua này không biết là sửa chữa phần nào, mặc dù là thợ chuyên môn. Chảo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sao nó có 11 con này? À con này không phải, con này 4.7 ôm gì này, bỏ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3W 0.33 ohm. Đấy các bác thấy chưa? Máy hiệu suất công suất nó rất là lớn mà dùng cái trở tại sau cầu chì có 3W. À trở tại sau công suất, trở tại sau cầu chì nghe nó. Đây. Quận cảm đây. Quận dây chịu tải đây. Quận này gọi là quận tải sau công suất nhá, tải trước loa. Con nào mà cái quận này nó to ấy, thì là nó đánh công suất, dòng tải nó rất là lớn, nó mới có chơi cái quận to. Đây, các bác ngắm đi. Từ sáng ra nói hơi bị nhiều ấy, nghe mỗi cuộc điện thoại thụt cơ nữa ấy mà. Các bác ạ. Các bác ngắm đi, ngắm đi, ngắm ngắm nhiệt tình vào. Đấy. Thích xem sò thì em lại lật lại cho các bác xem. Cái đằng dưới kia em không tháo được nhá, lười lắm. Đây, sò đây. Năm 2000 và 1943. Đấy, còn sò MOSFET đây. Với diode lái thì em sẽ cho các bác xem số luôn nhé, không phải giấu nó cái gì cả. Đằng nào vệ sinh. Đây em sẽ quay cho các bác xem nhá. Con diode này à, con MOSFET này là 52N30P. Tức là nó tải được 52A và 300V. Không biết đúng nhỉ? Có thể là nó hôm qua xem rồi nhưng không nhớ các bác ạ. Các bác thông cảm. Con diode lái đây. 130 06A. Con này là 130 06A. Tức là 130V 6A hay là 60A gì đấy. Thường thường những cái loại này thì nó ghi là điện áp trước và công suất sau. Với những con MOSFET này. Còn đây tầng này của nó là NGVK 0302G.
đây là cũng là JVK 0281G. Đấy. Máy của em nó xấu như hình nha. Các bác đừng hỏi máy em có đẹp không. Máy của em xấu, không đẹp. Nhiều các bác cứ hỏi vui nhỉ, bảo em ơi máy có đẹp không. Em nó thẳng nhá, máy em xấu không đẹp. Các bác tụt hứng ngay. Nhưng mà bán hàng nó thẳng, nó thật thế. Chứ không phải là quảng cáo một trời một biển. Quảng cáo như đúng rồi, toàn trên trời. Đến lúc các bác nhận hàng, em ơi hàng xấu lắm. Thôi chết rồi, vỡ mặt à. Đây hàng của em về em chưa vệ sinh. Vừa cắm máy hơi nó kêu ầm ầm này các bác biết rồi. ENS C8. Con này là có cái logo của hãng ấy, người ta dập đâu trên cái mạch này này. Em giờ hôm qua tìm thấy nhưng mà nhìn thấy không để ý. Đấy. Tụ toàn tụ xịn nha. Tụ nguồn trước là vào bao nhiêu volt nhỉ? 200V 2020 này, đằng con này cũng thế. Còn tụ này thì em chưa nhìn thấy thông số nó ghi đâu cả. Nó giấu đâu ấy? Giấu đúng chỗ nhìn. Đây nó là ở trong góc này, nhưng thôi, không phải xem nữa. Con này tụ chắc nó cũng cao lắm. Đấy nhá, đây là xong một chiếc nhá. Thì mình sẽ mở đến chiếc thứ hai. Con này bán cho các bác, bảo hành cho các bác là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng mà có lỗi, các bác không được tự ý mang đi bất cứ một cơ sở sửa chữa, hoặc không được tháo ra, hoặc đảm bảo ra xem, không được tháo nhé. Em sẽ dán tem bảo hành của em vào. Nếu như trong vòng 6 tháng mà có lỗi, các bác có điện bảo nâu ơi, của anh bây giờ nó bị này này, bị kia kìa. Đấy. Các bác gửi lại cho em. Sau đó em bảo hành xong em gửi lại các bác. Bán hàng nó như thế. Chứ không phải là thôi em bớt cho anh mấy trăm hay là mấy trăm, anh đi em bảo hành chỗ này hộ em cái, hộ chỗ kia cái, đỡ phải mất công gửi đi gửi về. Cũng được. Nhưng mà em chỉ sợ trình độ thợ của khu vực các bác không làm được, xong bắt đầu là quay sang bóc phốt em. À, thôi mệt. Dẹp. Cái đó là dẹp nhá, không thương lượng đâu. Dẹp. Em không nói nhiều đâu. Đấy, trước giờ em hiền quá thì các bác nó chơi xỏ nhiều rồi. Nhiều các bác chơi xỏ lắm rồi. Bán hàng thì không ai muốn như thế cả. Nhưng chả may dính con thì các bác làm nào. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với con tiếp theo. Con này là 8 triệu rưỡi nhá. Được chưa? Con này thì em mời các bác đánh A-dây thôi. Chứ không khuyên dùng là đánh xúc kép. Con này các bác mà bí đẩy quá, con này đánh xúc để đánh được xúc côn 100 tới 2. Nếu mà đánh đủ dùng thôi thì em khuyên dùng thế, còn các bác gồng lên hết cỡ thì thực tế là con này đang xúc kép, nhưng mà khuyên là nên đánh xúc đơn hoặc là xúc kép đánh được nhưng mà đánh vừa thôi. Đấy. Căn HPF nó cao lên tí, đánh nó cục tiếng. Đấy. Chứ còn các bác mà đánh HPF nó thấp quá xong thả bát nó sâu quá thì con này không chịu được đâu. Em đánh luôn nhá, không các bác là bảo con này đánh thì vẫn đánh được, nhưng mà đánh lâu dài thì không chắc chắn. Chứ vậy này em không dám chắc là nó không đánh được. Bán hàng cũng tự tin nói tí, chứ không các bác lại bảo bán hàng mạnh mồm lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái con 42.4H nhá, cùng tháo ra cùng xem. Công suất con này và con này nó gần như nhau. Tản nhiệt nhôm và tản nhiệt đồng thôi, sò tụ các cái này nói chung là hơn kém nhau một tí các bác ạ. Đúng 12 cân nhỉ. Ấy. Úi trời. Cái nắp đã nửa cân rồi các bác ạ. Đâu? Nắp 1 cân rưỡi chứ nhỉ. Đây nhá. Thì em đã bảo rồi. Con này với con này nó khác nhau hơi bị nhiều luôn. 1 2 3 4 tụ nguồn. Tụ công suất là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 con. Đây là phần main công suất chính này, em vừa có tháo ra rồi. Cũng không sợ điện. Em chia sẻ tí nhá. So sánh này là lại không bán được ngay. Đây. Các bác nhìn này, nguồn này, các cái này. Dây này nhìn có vẻ nó rất là xịn đúng không? Đấy. Rất là xịn. Đấy, các bác nhìn cái máy này. Nó khác nhau nhiều không? Nhìn cái dây nó cứng đơ này, nhìn trông chán không? Cũng được, không đến nỗi. Đánh cũng tương đối đấy các bác ạ, không đến nỗi không ra gì đâu. Nhưng mà chê vẫn cứ chê. Chê thì nó mới bán được cái hàng cao cấp, bán được cái hàng đắt tiền. Đấy. Đây là phần công suất này, các bác nhìn này, chở vòng màu này. Chán đời không? Đây, nói chung là cũng giống con kia. Có con này nhìn trông nó rất là xịn này. Tụ đây này, chơi luôn tụ này. 3.3. Các bác nhìn con máy này, tụ nó xịn hơn nhiều. Này em sẽ nốt này đây,
nhỡ nó còn điện thì nhiều điện lắm. Em cũng không phải là thợ chuyên môn nghịch dại, cũng gọi là nghịch không dại lắm, cũng nghịch nhiều rồi, dại vài lần rồi, nhưng mà thôi bây giờ không dại như ngày xưa nữa. Ngày xưa là nghịch dại lắm. Các bác nhìn tụ này, tụ này giống cái tụ ở trong cái phân tần hôm đâu em có tháo ra cái loa bãi mà một bác hai tép, nó có tụ giống này. Xong các bác này bảo ô ông lấy tụ phân tần ông cắm ở đây cũng chết dở, đời nào cũng làm thế. Con này là mạch TD nhá. Đấy, TD, nhưng mà bản này là bản rút gọn. Bản rút gọn của đời đầu đi. Còn các đời sau thì nó có nhiều con tụ nó giống này, nó to hơn, nó dài hơn không? Nhiều lắm. Nó có quặn dây nó băng xung tần số này. Đấy. Tụ này chưa gì đã phồng chửa này này, các bác thấy chưa? Chế luôn. Không có bác không phải bóc phốt hộ em. Em tự bóc phốt. Đấy các bác nhá. Em bán hàng em tự bóc phốt này, em tự hào luôn. Đấy. Không phải để các bác bóc phốt, em tự bóc phốt luôn. À đây tụ một đống đây. Cứ kêu là không có tụ, tụ một đống đây. 1 2 3 4 5 6. À đống này nữa nhiều lắm. Cầu trì đây, cầu trì nguồn đây. Đó. Thấy chưa? Đồ của em nó đẻo, không xịn, được chưa? Thế cho dễ. Đây. Máy móc đây. Đấy, 8 triệu 2 nhá. Con này cũng dùng năm 2000 và 1943. Phép của nó đây là cũng như con kia. Đây cũng một 3006A này. Cũng 52N30B này. Đây, C3263 1294. Con này xem là nó ghi như thế nào. Con này thì dùng là JVK. Đấy. Đâu rồi nhá, cũng bóc phốt xong nhá. Không phải để các bác bóc phốt đâu, em tự bóc phốt cho nhanh. Chờ các bác bóc phốt đâu lắm. Con này thì nó có lỗi, nói chung là giá bán cho các bác là phải làm ngon hành rồi thì mới bán. Thì các bác xem được video thì là máy đã ok. Thì bây giờ em là vừa về, nhưng mà bây giờ nó cứ quay trước đã, còn mấy ông nữa đằng sau. Tránh trường hợp là sửa xong hết rồi, xử lý hết các cái lỗi vặt rồi, fix hết lỗi rồi, nhưng mà đến lúc ý là có khách đến tận nơi xem và bốc thì cũng không có video quay. Mặc dù hàng có rất nhiều. Đấy, em sẽ quay mặt sau cho các bác xem nhé. À, cũng chứng nhận quy chuẩn của quốc tế này. Những cái chứng nhận này thì nhà em có máy in, nhưng mà em không in được cái giấy tem mát này. Con này đời 2015 này, thấy chưa? Đây, cũng chế độ gạt thì đúng rồi đây. Gan in này. Đấy. Cái này bịt lại thì chế độ chờ gì đây. Đấy, rắc loa này, rắc nguồn này. ESS Audio nhá. Tức là con này hàng mới, hàng chính hãng của ESS Audio, nhưng nó làm không hiểu kiểu gì lại rẻ thế. Đấy, làm theo kiểu là ăn gian hết cỡ, bóc phốt luôn công ty không phải sợ. Sợ cái gì? Thôi, để lắp vào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến cái con cuối cùng. Con này thì đắt nhất. Họ đắt nó hơn các con kia một tí. Con này là 8 triệu 8. Bây giờ em sẽ mở ra, mời các bác cùng xem nội thất và rò ga. Các bác xem nha, đúng 15 cân 2 này. Em mà nói sai ngày mai em thành tỷ phú, được chưa? Đã mà nói sai tức là nói điêu, mà nói điêu lại là kiếm được nhiều tiền vì cái nói điêu ấy. À, em bán thật. Đây, các bác xem nha. Máy con này thì là sò của nó là sò thúc sò đệm này. C3263 này. A1294 này. Toshiba 5200 và con này 1943. Con này cũng thế, nhưng con này được cái linh kiện nó xịn hơn này. 1306A 06A này. Đấy. Con này là 05Q52N30P này. Đấy. Nói chung là toàn linh kiện cao cấp. Con này về mà chịu khó vệ sinh thì cũng được, kiếm được nhiều. Con này thì gọi là có lãi nhiều nhất. Lãi nhiều nhất, lãi chỉ vài trăm thôi, của bác lãi tiền triệu không chị. Trừ tất cả chi phí rồi, những cái khoản như là chi phí dự phòng trong khoản bảo dưỡng này. Ở đây nó có cái logo ESS Audio này. Ở tụ nguồn trước này, một tụ 400V, 4 tụ 200V. Em mà nói sai nhá thì các bác yên tâm. 200V 2200mi, 400V 10000mi, thấy chưa? À, còn đây là tụ nọc sau này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Được chưa? Còn đây là cái cục biến áp nguồn. Nên là con này em tự hào cho các bác là các bác đánh
súp đơn từ 28 côn 125, đánh thoải mái đến tẹt ga, thậm chí một số đoạn nó đỉnh điểm cái màng loa nó nhảy hết cỡ nhưng mà không nổi loa ra ngoài. Còn con này mà bác nào bảo là con này đánh cháy được súp súp đơn từ 28 côn 125 thì em không dám tin, đánh cháy được thì là hiếm, trừ khi nó nổ nó mới cháy được. Còn nếu mà những con này nó có được 1.300 một kênh thì các bác đánh làm sao cháy được, đúng không? Như con này thì gọi là 1.000 đi, nó ghi là C800 nhưng em nghĩ phải hơn 1.000, bởi tương này sò tụ nguồn các cái nó như thế, nó cũng tương đối thôi chứ làm sao nó hụt đi tận nhiều thế được. Đấy, gọi là tầm 1.000 đi, con này gọi là tầm 900 đấy. Con này thì tuy nhiên con này lại có một cái điểm em lại không được ưng ý lắm, rõ ràng là quảng cáo máy khủng nhưng mà nhìn cái linh kiện nó tương đối. Đây em lấy cái này nó vào đã, không nhỡ nó ui ôi nhiều điện thế. Ây da, nặng thế nhỉ. Đây em sẽ đặt nữa lên này cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy chưa, máy của nó trông xin vĩnh biệt màu xanh chưa, tản nhiệt đồng nhá, nhưng mà bên trong đầy bụi này. Máy hơi em vừa cắm rồi thì lát nữa em sẽ xịt qua chỗ nó bay hết các cái bụi bẩn lên, mang đến thợ người ta dễ làm. Tụ này dựa trên cái BNX 200V 3.3mi. Đây điện trở được vòng màu đây. Đấy. Nhìn này là không ưng rồi. Được cái tản nhiệt đồng. Việt Nam nguồn rất là to. Thì trên đây là tổng quan 3 chiếc cục đại công suất em báo giá lại lần cuối cùng trước khi kết thúc video. Các bác có thắc mắc cũng như thông tin đóng góp thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Con này là 8.8 triệu, con này là 8.5 triệu, con này là 8.2 triệu. Đấy, em báo giá rồi, giá trên là bao ship và đã kín hết tất cả các lỗi bệnh tật cho các bác rồi, đã bao gồm cả chi phí bảo dưỡng, bảo trì cũng như bảo hành. Trong ba cái chi phí đó thì ba cái chi phí đó nó tiêu tốn loanh quanh hơn triệu rồi. Đây là chi phí dự phòng. Đấy, nên là các bác đừng có thắc mắc tại sao em bán đắt thế. Em bán đắt nhưng em bán thật. Đây là đồ này. Nào nó như thế, được chưa? Mà con này em rất ưng ý nha. Ba con thì con này em ưng nhất là cái phần nguồn. Còn phần công suất thì chưa được ưng lắm. Phần nguồn đây thì cái biến áp nguồn của nó rất là to này, nên là em tự hào cho các bác con này đập được súp, được chưa? Đấy. Con này cũng tương đối thôi, con này được cái tụ nguồn thì nhiều, còn tụ sau thì tương đối. Đây các bác xem này, 12 tụ, đây này có bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 8 tụ. Đấy, một con 12 tụ, một con 8 tụ. Tụ sau nhá, còn tụ trước không nói. Đây, tụ trước này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con. Còn các bác nào bảo hai tụ này nó thay, nhầm đấy. Tụ này là nó ghi là 200V 2020 này, đây cũng thế này. Bác nào bảo nhầm, bác nào bảo thay hộ em cái. Vào chứng minh hộ em cái. Chân của nó sẽ cấp từ vế bên này nó sang đây. Đấy. Không đủ chỗ để cắm thì nó phải như thế. Còn các bác kêu túy, con này gãy trên áp phải thay. Và bệnh tật em tính hết bằng sạch. Còn các bác bảo là bán hàng sửa anh không mua thì thôi, tốt nhất là các bác đừng mua được cái hàng gì cả. Bởi vì như em bán là thật lắm rồi. Còn các bác nào mà còn không tin nữa thì tùy. Đấy, không tin thì tùy thôi. Bên em nó có sao nói thẳng thế cho các bác yên tâm. Cứ buôn thật bán thật tí cho các bác yên tâm chứ còn bây giờ cứ nói như đúng rồi sao nó quảng cáo. Đây, con này nó có cái bệnh này này, nó có mấy con LTC đậu góc này thì nó kiểu nóng quá tải, đóng ngắt nhiều nó phải độ con này vào. Con này nó độ rồi nhá. Nhưng nó không liên quan, nó không ảnh hưởng nhiều. Gần như không ảnh hưởng. Tức là nó đóng ngắt nhiều thì là con trở này nó sẽ hoạt động gần hết công suất. Được chưa? Đấy. Tất cả con này con kia nó đều có, con nào cũng có hết. Có một con nào TC đậu đấy. Con nào trở nhiệt. Đấy, con nào cũng có, nó không nào phần trên, nó nào phần dưới. Đây các bác xem. Đấy, nó còn ghi ký hiệu hít vôn tàn này. Sờ vào đây không biết nó sao không nhỉ? Đấy, đang cắm điện mà các bác một tay sờ vỏ xong rồi các bác kiểu như là bấm control P này để ấn pin ấy, ấn in ấy. Không biết là kiểu gì nhỉ, đúng không? Thì đây nhá. Máy móc nó có như thế thôi, nên các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp, bán thẳng luôn, nói thật luôn, yên tâm. Bây giờ đến cái phần
xịt vệ sinh bụi và bảo hành, bảo dưỡng vệ sinh trước khi là các bác nào chốt đơn, các bác nào chốt đơn thì liên hệ trực tiếp với em. Chê thì không còn đâu, em nói thẳng đấy, trước mấy con đẩy rồi nhiều các bác cứ chê chê ỉ chê ô thế này thế kia, lúc sau gọi lại em ơi con này bán chưa, em bán rồi, sao nhanh thế, anh mới hỏi vừa nãy anh có chốt đâu, anh chê mà. Thôi được rồi, có con nào này gọi anh nhớ. Thôi anh phải xem trên kênh, có con nào gọi ngay, gọi mà em đang bận thì lúc ý là có khách trước chốt rồi. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.